Vận trình tài lộc của 12 con giáp trong tháng đầu tiên của năm 2021, ai có số phát tài? Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta vừa kết thúc một năm đầy biến động, khó khăn từ dịch bệnh và thiên tai. Bước sang một năm mới, ai cũng cầu mong vận may sẽ đến với mình. Dù là không thể một bước trở nên giàu có, thì cũng mong một cuộc sống hết nghèo, hết khổ. Tử vi học có nói xem tử vi 12 con giáp từ thời điểm khởi đầu năm mới, có một số con giáp có vận số cực kỳ may mắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có con giáp bị vận đen đeo bám từ năm 2020, cuộc sống đầy biến động, sự nghiệp bấp bênh, tiền bạc tan biến. Vậy trong thời điểm đầu năm Tân Sửu 2021, con giáp nào sẽ gặp may mắn, con giáp nào vẫn dậm chân tại chỗ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. 1. Tuổi Tý. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 1 dương lịch khá đáng kỳ vọng. Có thể coi đây là lúc bạn gặt hái được thành quả lao động tương xứng với công sức của mình. Đối với những người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Tuy nhiên, bạn chớ nên quá tham lam, nếu làm giàu phi pháp thì sẽ vướng vào vòng lao lý. Người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối ổn định, bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản tiền thưởng. Với những người có nghề tay trái, bạn cũng sẽ được trả một mức thù lao tương đương, khiến cho túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số giúp thăm may mắn. Khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. 2. Tuổi Sửu. Tình hình tài lộc của người tuổi Sửu trong thời điểm tháng 1 dương lịch khá bình lặng, chủ yếu là vì bạn thường chần chừ, do dự trước các cơ hội nên thường bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc. Những người làm kinh doanh vẫn duy trì được các mối quan hệ làm ăn trước đó. Thời điểm này có thể nhu cầu của khách hàng, đối tác có tăng nhưng không đáng kể. Vì thế, bạn nên chủ động mở rộng các mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Mạng lưới quan hệ rộng có thể giúp bạn gặp gỡ được quý nhân hoặc những bạn hàng có nhiều triển vọng hơn. Với những người làm công ăn lương, nếu muốn nhận được thêm tiền lương, tiền thưởng nóng, bạn cần cố gắng hơn trong việc thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng với người lãnh đạo. 3. Tuổi Dần. Vận trình tài lộc của tuổi Dần không có biến động gì đáng kể. Nếu bạn không nhiệt tình trong công việc, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì khó có cơ hội cải thiện được cuộc sống. Người làm kinh doanh dễ chậm chân so với đối thủ, để lỡ cơ hội làm ăn một cách đáng tiếc. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội nhận được tiền thưởng nhưng có thể số tiền đó không được như kỳ vọng của bạn. Với những người có công việc tay trái thì càng cố gắng bao nhiêu thì bạn càng được hưởng lợi nhiều bấy nhiêu. Vì thế nếu muốn cải thiện tình hình tài chính thì bạn không nên sợ vất vả. Bên cạnh đó, nếu muốn có tiền tài dư dả thì bạn không nên chi tiêu một cách hoang phí. Thời điểm này, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, có thể sẽ phải tốn một khoản tiền vào việc khám chữa, thuốc men. 4. Tuổi Mão. Tình hình tài chính của người tuổi Mão trong thời điểm này cũng không được như ý muốn. Thậm chí, bạn còn phải dùng tiền của bản thân mình để giải quyết những khó khăn trước mắt cho êm đẹp. Người làm công ăn lương nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ đãng gây ra những sai lầm đáng tiếc. Người làm ăn kinh doanh nên cố gắng làm việc dựa vào sức của mình, không nên dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo khi mọi việc đổ bể, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi. Thời điểm này nên tránh đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, bởi tinh thần mệt mỏi, thiếu tập trung sẽ khiến bạn đưa ra những quyết sách thiếu chính xác,
không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả tập thể. 5. Tuổi Thìn. Đây không phải là một tháng dư giả đối với người tuổi Thìn. Trước khi nghĩ đến việc làm giàu, bạn cần tính toán đến việc giữ chặt số tiền mà mình đang sở hữu, chớ đưa ra những quyết định vội vàng gây hao tài, tốn của. Trong quá trình hợp tác với người khác, bạn cần xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không. Nếu không có lòng đề phòng người khác, bạn rất dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Người trẻ tuổi không nên quá sốt sắng trong việc làm giàu. Muốn phát triển thì bạn nên đi theo hướng chậm mà chắc, chớ nên làm giàu một cách nhanh chóng, làm ăn phi pháp. 6. Tuổi Tỵ. Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có những điểm sáng rực rỡ trong tháng này. Bạn được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Rất có thể, việc tham gia các hoạt động này sẽ giúp bạn khẳng định được tên tuổi hoặc tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn, những người có chức, có quyền sẽ trợ giúp bạn trong sự nghiệp ở tương lai. 7. Tuổi Ngọ. Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có thăng, có trầm. Bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác giúp giảm thiểu tổn thất và tăng mức lợi nhuận cho bản thân. Đừng biến mình thành cơn giáp gặp vấn đề tài chính đầu năm 2021. Dù có nhiều cơ hội làm ăn xuất hiện trước mắt, nhưng tốt nhất bạn không nên quá vội vàng, nôn nóng. Hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình, đừng chạy theo những điều quá sức. Bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Ngoài ra, bạn không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê của người khác. Đó có thể là kẻ xấu cố tình đưa ra những định hướng sai lầm, khiến bạn phải chịu không ít thiệt hại về tài sản. Hãy lắng nghe góp ý của người khác, dù bạn là người chức cao cũng chớ nên kiêu ngạo, độc đoán, chỉ thích làm theo ý mình. Ngoài ra, bạn hãy cư xử khéo léo với những người xung quanh, chăm chỉ giúp đỡ người khác, làm từ thiện thì bạn sẽ xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã giao lý tưởng. 8. Tuổi Mùi. Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi khá ảm đạm trong suốt thời điểm này. Bạn không những khó kiếm được những bạn hàng, đối tác triển vọng mà khoản tiền lương, tiền thưởng nóng cũng không được bằng khoảng thời gian trước đó. Đồng thời, bạn cũng sẽ phải chi tiêu cho rất nhiều khoản khác nhau khiến túi tiền cạn kiệt nhanh chóng. Bạn cần tránh các hoạt động tranh chấp, thị phi, kiện cáo, kẻo xôi hỏng, bằng không, vừa mất tiền lại vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Người làm đầu tư, kinh doanh hay buôn bán nên chú ý vào các mối làm ăn nhỏ, tiến những bước chậm nhưng chắc chắn, tránh được những thất thoát. Chớ nên vội vàng chạy theo những mối làm ăn quá lớn, vượt qua khả năng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý hơn trong việc chi tiêu. Thời điểm đồng ra, đồng vào khan hiếm thế này, bạn chỉ nên mua những đồ dùng thực sự cần thiết, không nên chạy theo xu thế của thị trường, không nên là con giáp thích tiệc tùng. 9. Tuổi Thân. Tình hình tài chính của người tuổi Thân trong thời điểm này không được như ý. Nếu không cẩn thận trong cách giải quyết công việc thì rất có thể mượn công lao của bạn sẽ đổ sông, đổ bể. Bạn hay cả thêm chóng chán nên dù có chọn các công việc tay trái hoặc mở thêm cửa hàng thì cũng không duy trì được đến khi thu hoạch thành quả. Bạn cũng không nhất thiết phải chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Ngoài ra, trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh, bạn phải đánh giá đúng năng lực của bạn cũng như tình hình của thị trường. Nếu không, rất dễ gặp phải cảnh thua lỗ, thậm chí là trắng tay. Người làm công ăn lương chủ yếu thu được mức lương ổn định, bạn có cơ hội nhận được tiền thưởng. Nhưng số tiền đó cũng có thể không quá nhiều, cần chú ý chi tiêu chứ không nên quá xa hoa, lãng phí. 10. Tuổi Dậu. Chuyện làm ăn của người tuổi Dậu phát triển trong tháng đầu tiên của năm 2021. Mọi việc tiến triển nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả, dù không phải cố gắng quá nhiều. Bạn nên ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh vào thời điểm này. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho tập thể. Với những người làm công ăn lương, những ưu điểm nổi bật của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của đối tác, những người có chức,
có quyền hoặc cấp trên. Đây chính là cơ hội để bạn trở thành con giáp thăng tiến năm 2021, đẩy mạnh làm ăn, mở rộng thị trường. Người làm nghề tự do cũng được tiếp xúc với nhiều cơ hội. Chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân mình, kiên định đi theo con đường mà mình đã chọn, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản tiền tương ứng với những gì mà mình đã bỏ ra. 11. Tuổi Tuất. Cơ hội kiếm tiền không có nhiều với người tuổi Tuất trong tháng này. Bản mệnh vừa cần phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, lại vừa phải cẩn thận, tránh lọt vào bẫy của kẻ xấu bụng, tự rước họa vào thân. Thời điểm này, bản tính nóng nảy của bạn sẽ khiến bạn đắc tội với những người khác. Vì thế, trong giao tiếp, cần chú ý cách sử dụng ngôn từ, không nên thích gì, nói nấy, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân. May mắn, những người luôn cần cù, chịu khó làm ăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sẽ nhận được sự đánh giá chính xác của những người làm lãnh đạo. Bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng nóng để khích lệ cho công sức đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua. Còn với người làm ăn kinh doanh, bạn kết giao được với đối tác đáng tin cậy hoặc có người giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Bạn cần nắm bắt chuẩn xác thời cơ để cố gắng vươn lên. 12. Tuổi Hợi. Tài lộc của người tuổi Hợi có những bước phát triển đáng mừng trong tháng 1 này. Bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính mình cũng không ngờ tới. Vì thế dù có vất vả cũng không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều trong lúc này, đặc biệt là với những ai làm nghề kinh doanh, buôn bán hoặc bất động sản, vận tải đường dài. Bạn sẽ cảm thấy khá mệt mỏi, thậm chí phải luôn chân, luôn tay làm việc, song đồng lương và tiền thưởng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, xứng đáng với công sức lao động của mình. Thậm chí có một số người chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn cả ở tương lai. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!